xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Trung Tính Lê. Thì hôm nay mình có một con cua gạch bự các bạn. Bự. Đây. Cua gạch bự nè. Con này khoảng 5 lạng 4. Đó. Thì hôm bữa mà mình ăn cái con cua mà lúc clip mà giới thiệu cái mấy cái chai nước chấm á các bạn. Đấy, mình có nói là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tách cái mai con cua này ra như là cua cốm. Thì lúc trước mình có làm những cái clip dùng muỗng mình gõ nó nguội á, để nguội á, thì khi mà mình gõ thì mình tách ra mới dễ. Có nhiều bạn nói anh ơi em hấp con cua xong rồi để nguội thì nó gạch nó cứng lại ăn ngán quá. Mình tìm hiểu ở trên mạng thì có một cái cách nữa là cũng tách ra luôn cái mai ra luôn, và cắt như thế này nè bạn, cắt cái gai trên đây nè rồi mình bật ra. Thì bây giờ mình sẽ làm xem nó có ok. Nó con cua đang nóng là bạn, nóng lắm, thì xem mà lúc mà con cua nó nóng á thì mình có làm được tách ra giống như con cua cốm, như là cái con cua hôm bữa mình ăn á bạn. Bây giờ để mình làm nha. Thì dụng cụ gồm có cái kéo các bạn, kéo nhà làm đồ ăn nên là nó hơi sét các bạn, nhưng mà nó bén. Đấy, bây giờ mình sẽ làm thử như xem thế nào. Thì hôm bữa cái con cua trên phố á mình làm á thì là mình để nguội rồi, thì cơ bản tách ra nó dễ lắm. Bây giờ mình mới hấp chín nè, hấp chín thì nó sẽ như thế nào. Cắt những cái gai ra các bạn. Khi mà cắt đây nè các bạn nhìn, khi mà cắt ra nè, đó, thấy không? Đó, cắt ra bên trong là đó, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ xe nó ngoài đường nó hơi ồn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cắt cái phần này ra, và cắt cái phần rãnh bên đây ra. Và đây là cái thành quả. Đây, đây các bạn. Thành quả, đấy, rất là đơn giản ha. Nó con cua nó còn nóng thì mình làm rất là đơn giản luôn các bạn. Đây. Con cua nè. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là đơn giản, không như là khi mà các bạn cái clip mình mấy clip trước mình làm là mình gõ vô phải để mình khuyên các bạn là nên để nguội nữa. Tại khi để nguội thì cái hơi nước trong đây nó tách ra đó. Thì nó không có dính cái này vô. Mình phải gõ ra rồi mình dùng kéo mình nạy nữa nên là rất là mất nhiều thời gian. Nó bây giờ đã mình đã tìm hiểu được cái cách mới. Một cái cách mới rất là đơn giản các bạn nhìn thấy không? Chỉ dùng một cái kéo thôi. Mình cắt vòng cái gai nữa nè. Rồi mình bật ra các bạn nhìn nè. Bây giờ nhìn giống như con cua cốm luôn các bạn thấy không? Đó, các bạn có thể áp dụng cách này khi mà các bạn ăn cua gạch, để nhìn con cua của mình khi mà mình tách cái lớp này ra đó, nhìn nó rất là đẹp các bạn. Nhìn nó rất là hấp dẫn. Rồi mình dùng mao da mình vẽ ra cũng rất là đẹp. Đó các bạn nhìn thấy không? Đó. Nha. Bây giờ rất là đơn giản ha. Chỉ cần có một cái kéo bén thôi nha các bạn. Chỉ cần có một cái kéo bén thôi. Đấy, thì cái cách làm nó là như thế. Cũng đơn giản thôi, cũng không có gì là phức tạp. Người lớn trẻ nhỏ gì cũng có thể thực hiện. Nếu thấy hay thì các bạn để lại một like giúp mình ha. Còn thấy hữu ích thì các bạn share cho nhiều người cùng xem. Đấy, ai là tín đồ của hải sản thì biết cách để mà làm cái món ăn, trình bày cái món ăn ngon, hấp dẫn, dẫn bạn bè mời tiệc hay là tổ chức tiệc đó các bạn bè tới á, thì mình làm như thế này thì cái con cua nó sẽ hấp dẫn hơn, nó đẹp hơn khi mà mình để như thế này. Con mở ra thì nó rất là hấp dẫn. Không, chỉ cần vậy nè. Đó, tiệc đã đến và các bạn mở ra quất. Đấy, nha các bạn, con cua gạch nè. Nha, rất là ok. Rồi các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay bấm nút subscribe ủng hộ mình nha. Nhớ bấm subscribe ủng hộ mình. Bye bye.